Đối với Duy Nguyễn là không bài nào đơn giản hết, đối với Duy Nguyễn cũng không bài nào tập để lãng phí hết. Tốt. 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 Bắt sổ luôn. Chậm. Chậm đôi giữ lại nha. Đó. Nên các bạn chú ý là bây giờ là Duy Nguyễn sẽ kích thích cơ ra sao bằng nhiều cách khác nhau. Liên tiếp, không nhàm chán, bao ngon bao gắt. FST7, tricep push down. Rồi tập đi. Chúng ta sẽ tập 7 set liên tiếp, xòe tay ra theo pháp FST7. Xòe tay ra, tập 7 cái dừng, giữ lại đúng rồi, xòe tay ra. 7 cái đầu xòe tay ra. Đó. Cái phương pháp tập luyện này giúp cho các bạn giảm mỡ tay sau rất là hiệu quả. Và ngày hôm nay tập nhẹ nhàng thôi. Vậy 7 gì? Còn nữa, cầm trong tập tiếp 7 cái nữa. Cầm trong này nè. Ok, rồi, tập bình thường thôi, khỏi xẹ gì hết trơn á. Đó, liên tiếp. Tập tiếp chậm chậm thôi. Cao lên tí, rồi. Xuống. Nó thay vì ba sổ, cái này nó giống như ba sổ. Chưa hôn mà. Vì mới có xét đầu phê rồi. Đuối thế. Đuối thường thôi gì đâu. Mới xếp 1 thôi nha, các bạn coi nè, thử thách 7 xếp. Đối với Duy Nguyễn là không bài nào đơn giản hết. Đối với Duy Nguyễn cũng không bài nào tập để lãng phí hết. Bài nào vô đây là rồi, xếp 2. Rồi, tinh thần 7 cái đầu xè ra, đúng, giữ lại. Khi nào mà em còn control được thì em cố gắng. Ê, ăn gian rồi nha. Đó, lên giày, cùi chỏ không có chạy. Cùi chỏ không có chạy nha. Đó, không có chích tạ. Bài tập này là bài tập cô lập. Không có chích tạ. 7 cái chưa? Rồi thầy. Rồi cầm ở trên đây. Rồi làm tiếp 7 cái nữa. Làm tiếp 7 cái nữa. Chưa. Ok rồi chưa? Hôn. Rồi hôn. Hôn. Căng không? Căng. Ok. Rồi nghỉ 45 giây nữa. Nghỉ 45 giây nữa. Nước đâu? Thầy phải lấy nước cho em. Em làm gì có tay mà lấy? Em làm gì có tay, mất tay rồi, làm gì có tay lấy. Mất tay cái gì? Tập xong mất tay rồi. Rồi bây giờ sẽ sao đó, đổ vào cái cây này. Ok, ngắt rồi ta. Cây này ở đây có gì? Ok. Rồi. Nè, lên. Lên cũng bình thường nhưng mà xuống á, khi xuống thấp á, là cái cổ tay đây nè. Em xoắn nhẹ em gái, em xoắn cái thẳng cái tay ra vậy có đúng. Nha. Đó, vậy thôi. Rồi, tập cổ tay luôn à? Không, xoắn như vậy để cho cái tay sau nó ép nhiều hơn. Nè, tới đây nè. Cái này thấy nặng à nha. Ủa, cái cổ tay nè. Nè thấy không, bình thường về cái tay sau nó chưa xoắn nhiều. Em xoắn. Đó, nó ăn tới cả chậu luôn. Ây da, thấy nặng à nha. Nặng gì mà nặng, tập đi. Thầy có lên tạ không đấy? Không, nãy chưa lên. Thấy không? Ờ. Cái xuống dưới, nhấn, đó. Nhấn để cho cái tay sau của em nó xoắn. Chứ không phải là em dặn cổ tay cho nó nhiều. Đó, nhấn cho cái tay sau nó nhấn. Đó. Cái động tác nhấn ở đây nè. Em nhấn sao cho cái tay sau nó thẳng này nè. Là được. Tốt. Làm sao nó làm gì nữa thầy? Rồi. Tập tiếp. Thì 7 rồi. Ba sổ. Cố lên. Mỏi không? Mỏi không? Mỏi muốn chết, nhưng tôi không hỏi mỏi không, ai trả lời nổi. Mỏi không? Bà sẽ thôi, tập vậy nó mới tan được mỡ tại sao? Tranh thủ. Tại sao nó mới ép? Đó, nên các bạn chú ý là bây giờ là Duy Nguyễn sẽ kích thích cơ tại sao bằng nhiều cách khác nhau. Liên tiếp, không nhàm chán.
bao ngon bao gắt. Thứ tư, cầm ngửa tay. Ngửa tay. Ừ. Như này. Ok. Rồi sao thầy? Tập bình thường cầm ngửa tay thôi. Ui, kiểu này lạ vậy. Đó, ngửa tay. Một. Đó, phê chưa? Xong rồi bảy cái úp tay. Mới cái thứ tư thôi. Chậm thôi. Chậm thôi. Rồi. Úp tay, tay làm liền không nghỉ. Làm sao? Úp tay lại tập bình thường. Thẳng tay. Tại sao kỹ nó vậy nghe? Thẳng này vậy nè nó, vậy mới thẳng này nó. Thẳng vậy đó, nhớ cảm giác thẳng chưa rồi. Rồi. Đó. Lên xíu nữa con Giang. Rồi. Lên phải vuông góc. Chưa vuông. Em lên vuông nó mới căng nó ở đây nè. Rồi, dứt. Bậy. Em cho. Hôn. Không phải hôn như đó, hôn vị trí này nè. Đó, ngay đây nè, giữ đây hôn đây cho nó căng này. Gồng. Gồng đây, đang gồng đây đi. Rồi. Được chưa? Thả tả rồi từ từ. Ôi giời. Thầy chả nói sớm làm hôn mới một đoạn này. Làm hôn mới một cái đoạn này không được tính. Mới sao từ từ thôi đó. Mà cái này bài này hay này, cái này hay này, mình thấy cảm giác lạ mới. Chúc là cảm nhận thôi, không sao quá. Cảm nhận này. Ui. Đó. Kinh nhỉ. Ôi giời, cứng dữ vậy. Cái tại sao á, còn xuống nó thẳng, nó quan trọng, em xuống chưa thẳng. Rồi giờ tập, thầy tập cho em đứng cầm thẳng tay. Tập thôi, chưa rest. Bạn thầy thấy cái đoạn đó. Rồi, mất đoạn, mất sức. Không, cứ cầm thẳng đi, tập cho đúng cái form thẳng rồi đó. Thẳng cái tay, nhấn thẳng khóa khớp luôn. Cái này không, sao sao, ừ, chưa, nó thẳng cái tay. Đấy. Cái tay chưa thẳng nè. Đấy. Cũng ăn vào cơ tay sau đây gì? Nó chưa được ra được tới điểm đó. Đấy. Sao giờ cái tay không có thẳng nè? Anh nhìn nè, đó. Bây giờ thẳng hết nổi rồi, mỏi quá, thẳng hết nổi rồi, đơ rồi. Trời ơi. Em cứ tập cho ráng rồi, cái cảm giác cái lúc xuống nè. Đó. Nãy em mới vậy thôi à. Khi vậy cái cơ nó chưa có tích hết. Đó, xuống. Trời ơi, thẳng là khó lắm á thầy. Xuống, đúng không? Em thẳng như vậy á là cái cơ ở đây nè nó duỗi hết cỡ và lúc này là cái ngực của em nó có gồng một chút xíu. Ráng rồi, giữ nó đi. Đuối quá rồi, cứ là thẳng mãi. Rồi bây giờ sao, tập sao rồi. Bây giờ tập thẳng tướng cái đi cho nó ra. Chưa thấy nó cứng thôi chứ chưa thẳng lắm. Thôi kệ vậy thầy cũng được. Đây tôi thẳng chưa, tôi đang thẳng mà tay tôi đang thẳng đấy, không có cái không khớp đâu. Thẳng à, thẳng, ok rồi. Đó, nó vô đây là mới đúng nè. Đây chứ chẳng đang cứng đấy còn gì nữa. Rồi ok, thôi phụ nữ thì cũng không cần phải cứng lắm đâu, thì vừa thôi. Ngửa tay. Đó, nó vô nhiều nè, nó vô nhiều nè, đó. Đúng. Ai không có gian nha, lên con cao một xíu rồi. Đó, cái tay rất là cứng cái này luôn nè. Tốt. Bắt sò luôn. Chậm. Bắt sò nhưng mà chậm nhanh quá. Chậm để phiêu cơ. Chậm. Tập như cái máy vậy, chậm. Thiệt thật luôn á, thiệt. Cái gì? Căng. Tập có chút xíu làm gì ghê vậy? Tại sao mà còn cảm giác không? Bây giờ nó đang vào giai đoạn là đau và mỏi. Ờ. Chưa đến giai đoạn mất cảm giác. Rồi, hai set này nó làm cho cảm giác em bay luôn nè. Lưu ý là cái bài tập tới sau này rất là quan trọng nha, khá là quan trọng, nó giảm mỏi rất tốt. Rồi bây giờ á là anh em tập cho anh là 7 set. Cũng cái cuối xe, cái xe nó đẹp nè, đó. Xe. Đáp xe ra. Rồi xong rồi đó. 7 đáp kia đứng ngồi ra một tí. Đó. Để vậy. Khép cái tay vô không? Xong rồi em kéo xong cho hai cái cục này nó chạm đùi lên nè. Đó, lên góc về kéo, hai cục chạm đùi lên nè. Nhẹ nhàng, không khó. Vô. Thời gian nghỉ nó quan trọng lắm, đừng nghỉ nhiều quá. Rồi. Cái tật lên không giờ đủ hết. Lên, lên có cao vô. Đúng rồi. Xuống giữ cái coi, xuống nhanh vậy. Rồi, lên. Xuống giữ. Đúng. Giữ. Tập cho băm bay hết mỡ ra sau luôn. Giữ. Rồi, hết. Rồi, chưa. Chậm đôi.
chạm đùi giữ lại, chạm đùi giữ lại, chạm đùi giữ lại nha. Đó, chạm đùi giữ lại, đúng rồi. Sao không có căng cái chân vậy? Làm gì không gồng, hả? Gồng, gồng. Gồng gì nổi nữa? Gồng gì nổi nữa? Giờ gồng hết nổi rồi. Này nhẹ nhàng mà, tôi nhỏ tập có nặng đâu mà. Mà tay, xương tay em yếu. Yếu gì? Tập cũng 50 ký nữa rồi. Còn cái dấu tập bài này nhớ chưa? Rồi vô. Mấy xét rồi. Còn xét cuối. Xe. Khó là khó cái xe đó. Xe. Đúng rồi. Xe tới đây nè. Đó. Chậm lại. Hôn chậm rồi. Xe. Thẳng tay. Xe thẳng ra. Xe thẳng ra. Rồi chạm đùi. Chạm đùi. Tập tới thất bại luôn. Tập tới thất bại luôn chứ không có tập 7 cái. Tập tới tập hết nổi luôn. Tập hết nổi em cứ. Đó, gồng cứ gồng cơ tay sau. Không cần đủ rang cũng được. Cứ tập đi. Sao bỏ cuộc nhanh thế? Bảy đủ rồi, được. Đủ được rồi, không cần thừa. Cái gì vậy trời? Trời ơi, quá. Sao vậy? Rồi, còn xét cuối nữa phải không thầy? Còn xét cuối nữa, đúng rồi. Cái mặt giống hách lắm mày. Còn xét cuối nữa. Rồi, ok, xét cuối à. Cho nhẹ nhàng thôi. Rồi, thôi, xét cuối nè. Tập xong được rồi đó. Xét cuối muốn tập rồi nè. Dạ không, không còn khó nữa. Cố lên. Đốt hết mỡ. Đốt hết mỡ tay luôn. Tay dẻo dai khỏe. Cái vai đừng đưa đi nhiều quá em. Cái vai này cô đọc cái vai đừng có đưa nhiều quá. Đó, cố gắng tập đi. Rồi. Cố lên. Rồi, cảm giác sao? Gãy tay. Cảm giác sao? Gãy tay rách cơ. Mệt quá rồi, đuối quá rồi, cứng hết cả cơ này. Thì tập tay sau tập bài đó mà. Một buổi chỉ bắt em quay một video là nhóm cơ tay sau là một bài thôi. Bây giờ là mình còn cơ lưng là chưa quay nè. Cơ lưng với cơ mông, hai cơ này là chưa quay ngày hôm nay. Vậy thì còn dần giờ gì nữa, uống intro vào cao cho cơ bắp một hồi. Xong mình để lên lầu 4, quất hai bài. Bài gì thầy? Lưng với mông. Quất hai bài, lưng với mông nha. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trên lầu 4. Tiếp tục.